Chiều nay, mùng 4 tháng 3, Ban Nội chính tỉnh ủy và Đảng ủy khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Dự hội nghị có đồng chí Lý Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy, lãnh đạo khối cơ quan doanh nghiệp tỉnh. Theo đó, nội dung phối hợp tập trung vào quán triệt, tuyên truyền triển khai các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước của tỉnh ủy Lào Cai về phòng chống tham nhũng tiêu cực hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên trong thực hiện các quy định về lĩnh vực phòng chống tham nhũng tiêu cực, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và một số nhiệm vụ khác. Hai đơn vị cũng phối hợp chặt chẽ, kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu đã được thẩm tra xác minh, kết luận liên quan đến phòng chống tham nhũng tiêu cực, từ đó phối hợp thực hiện hoặc báo cáo các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết lãnh đạo hai bên thống nhất cao trong chỉ đạo và triển khai công tác phối hợp góp phần tạo chuyển biến tích cực đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp